Còn bây giờ ví dụ như mà mình lên chương trình này á, mà tất nhiên là mình sẽ chọn những người có điều kiện rồi, thì nó sẽ ai cũng mong muốn cái điều đó. Yeah. Nhưng mà ví dụ như mà duyên nó đến, thì những anh đó mà họ kinh tế cũng hơi khó khăn chút xíu mà đến với mình, thì mình có đồng ý không? Ví dụ như đủ vốn mà em mở được một cái kinh doanh, một cái quán nhỏ thì em đồng ý. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất dễ thương, xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Biên Hòa, Đồng Nai nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Thì liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem. Rồi thay mặt anh em trong chương trình xin chào chị nhé. Dạ, em chào chương trình và em chào cộng đồng bạn. Chị cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, là mình đến từ đâu? Dạ, em tên Trương Ngọc Ái, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị Ngọc Ái ha? Em sinh năm 79. Ồ, sinh năm 79, là hôm nay là mình 45 tuổi. Dạ. Rồi mình chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào? Dạ, em ly hôn. Dạ, hiện giờ em có 3 con. Nhưng mà 2 con thì lớn rồi, bây giờ chỉ có còn là lo cho một bé nhỏ 6 tuổi, bé gái. Mình ly hôn bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng khá là lâu, em không nhớ đâu, nhưng mà khá là lâu. Giấy tờ hợp pháp. Thế mà sao hồi đó mình lại quyết định là ly hôn? Dạ, tại vì em không có tiếng nói chung, cho nên là một mình em cán đáng, cái gì em cũng phải suy nghĩ, phải lo. Cho nên là em mệt mỏi. Thì em quyết định em Thế cuộc hôn nhân đó mình kéo dài được bao lâu? Dạ, cũng không được lâu lắm đâu. Không được lâu lắm hả? Dạ, không được lâu lắm đâu. Rồi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thế hôm nay hiện tại giờ chị đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên dịch vụ nấu ăn tiệc cưới. Là đầu bếp ha? Dạ. Mình nấu ăn cho mình luôn hay mình nấu ăn cho ai? Dạ, của gia đình mình. Gia đình mình làm bên dịch vụ nấu ăn. Dạ. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, cũng khá lâu rồi. Khá lâu rồi. Thế mình hiện giờ mình đang ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đang ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Rồi. Chị chia sẻ chút xíu về bản thân mình nè chị. Dạ, mình thì tính cách mình sao, ưu điểm nhược điểm thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, nhưng mà nhất là chung thủy, rất là có trách nhiệm với gia đình, con cái và chồng con. Còn về cái khuyết điểm của em á là hay bực mình. Cái gì mà không thích là hơi khó chịu một tí, nhưng mà lại giống y như là hờn mát thôi. Chỉ cần trong 1-2 phút thôi là hết. Rồi. Nói chung là cũng thoải mái đúng không? Dạ. Rồi. Em thích ca hát lắm ạ. Thích ca hát? Dạ, em thích ca hát. Chắc hát hay lắm ha chị ha? Em không biết em hát có hay không, nhưng mà cái tánh của em á là sôi động, em thích ca hát. Nhưng mà làm cái gì cũng phải dứt khoát. Dạ. Thế chị theo dõi chương trình của tụi em lâu chưa? Dạ, em cũng mới đây thôi, nhưng mà em thấy cứ mỗi lần em rảnh rỗi là em lướt thì em thấy được cái chương trình của anh, thấy kết nối thương cũng hay. Thì lâu rồi em cũng sống có một mình, tối về thì rất là sợ. Nhiều khi tối về mình rất là sợ, cho nên là muốn kết nối yêu thương một người để đồng hành về chăm sóc về tuổi sau này. Rồi, thế hôm nay mình suy nghĩ như thế nào mà mình quyết định mình lên đây nè? Tại vì nhiều khi là em lướt em coi rồi nhiều khi chị gái cũng nói là thôi đi lên kết nối yêu thương đi, chắc cũng thế nào cũng tại vì mày cái tánh mày cũng kén chọn, cho nên là thế nào mày cũng có được người yêu thương thật lòng. Rồi mẹ cũng nói, rồi bạn bè xung quanh thì cũng động viên để đi lên. Rồi nói chung là mọi người đều ủng hộ mình hết. Dạ. Hôm nay mình lên chương trình mình muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào ha? Dạ thì nếu như tùy duyên thôi. Em mà được anh nào yêu thương em á thì là em sẽ chung thủy, với lại hứa là cái nửa đời còn lại á là muốn là chăm sóc gia đình. Rồi.
Thế thì mình có cần một người giàu có tài giỏi không? Hay một người bình thường thôi? Dạ nói chung là đủ điều kiện trong cái cuộc sống hàng ngày của mình là được. Nhưng mà cái khó của em á là một người đàn ông cao trên 1m7. Dạ, nặng khoảng 70kg trở lên. Nói chung là mặt mũi thì nói chung là phải giống như dễ thương. Giống như nhìn là phong độ tí xíu. Cao trên 1m7, nặng 70kg trở lên là yêu cầu nó cũng hơi khó đấy. Tại vì em cũng hơn 1m6 rồi. Ông thấp hơn tí được không? Không thấp tí cũng được. 1m65, 1m67 được không? Được. Nặng từng 68, dạ, 68, 69kg được không? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là người có da có thịt, tướng tá cũng phong độ chứ tí. Chứ cái tướng của chị đưa ra đó là tướng người mẫu rồi. Không, em thì mẫu thì không phải mẫu đâu. Nói chung là ví dụ như anh nào mà 1m65, 1m67 đi, 67 là bình quân của nam đi. Dạ. Mà thương mình thì mình có đồng ý không? Dạ, thì tùy duyên á. Chứ mình mà nói 1m7 mà trên 70kg thì em đảm bảo là hơi khó đấy. Nói chung là bây giờ là thôi xuống đi, 1m65 đổ lên đi. Mà cả chút xíu đi. 65kg lên đi ha. 1m65 là 65 luôn ha. Dạ. Của tuổi thì sao? Tuổi thì em muốn là một á là cùng với tuổi em. Còn không á là từ 63 tuổi đổ về. Rồi. Dạ. 63 đổ về là hơn mình cả 20 tuổi đó. Nhá, 19 tuổi đó. Mình có ngại vấn đề đấy không? Không, em không ngại vấn đề. Tại vì em muốn là một người lớn tuổi để người ta chững chắc trong cái cuộc sống mình hơn. Em muốn là nửa đời còn lại là em muốn là an phận. Nói chung là tìm một người mà có điều kiện chút xíu. Dạ. Còn bây giờ ví dụ như mà mình lên chương trình này á, mà tất nhiên là mình sẽ chọn những người có điều kiện rồi, thì nó sẽ ai cũng mong muốn cái điều đó. Dạ. Nhưng mà ví dụ như mà duyên nó đến, thì những anh đó mà họ kinh tế cũng hơi khó khăn chút xíu mà đến với mình, thì mình có đồng ý không? Ví dụ như đủ vốn mà em mở được một cái kinh doanh, một cái quán nhỏ thì em đồng ý. Nếu mà có vốn kinh doanh thì đâu có khó khăn nữa đâu. Dạ thì tốt rồi. Còn vốn tại kinh doanh là khá giả rồi. Em là em rất thích kinh doanh nha, em rất thích buôn bán. Rồi, có nghĩa là anh nào phải có điều kiện chút xíu rồi mới được. Dạ. Còn không có điều kiện thì hơi khó. Dạ. Rồi thì mình cứ trao đổi thẳng thắn đi ha. Rồi, nhưng mà bây giờ ví dụ như anh nào anh đã thương mình thật lòng luôn, nhưng mà anh làm một tháng chỉ cầm 5-7 triệu à? 5-7 triệu thì em làm thừa sức rồi. Chứ không, em nói là anh đó mà đến với mình có sẵn lòng không? 6-7 triệu có thể là được, nhưng mà làm gì làm đừng để cho em phải ở phòng trọ, là vì hiện tại em đang ở nhà em rồi. Cho nên là em không muốn là cái cuộc sống em ra ngoài em phải phòng trọ. Em sợ là cái cuộc sống mình lớn tuổi rồi mình sẽ bị bấp bênh hơn. Nhà mình giờ đang ở đâu? Dạ em ở thành phố, em ở thành phố Thủ Đức. Nhà mình ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Anh em dòng họ và cha mẹ mình ở đó luôn? Dạ. Ồ, nên bây giờ mình muốn tìm anh nào có nhà? Dạ. Nhà cấp 4 thôi nha, hay nhà lá cũng được. Nhà quê được không? Nhà quê nhưng mà nhà lá cũng được, nhà tranh bắt cái đất cũng được. Nhưng mà miễn là nhà của mình. Nhà của mình ở quê cũng được. Dạ. Mà em không đi xa. Em không đi xa đâu. Nói chung là cái khuôn viên mát mẻ là ok rồi đó. Sài Gòn, Bình Dương. Bình Dương ok. Đồng Nai ha. Ok. Thế thì trong thời gian qua mình chia tay chồng, mình đã tìm hiểu anh nào chưa? Dạ thì nói chung là tìm hiểu thì có tìm hiểu, nhưng mà cái khuyết điểm của em dễ tin người quá, cho nên là dễ bị giống như là bị người ta gạt trong cái tình cảm của mình. Dạ. Em thì em rất là chân tình, em rất là tin người. Em có cái khuyết điểm cái ưu điểm đó là em rất là tin người nha, tại vì em sống em thật thà. Nhưng em mà mình là con gái Sài Gòn mà sao mà dễ bị gạt được. Tại vì á là nói chung là em chỉ nghĩ là đơn giản mình sống thật, mình trao đi yêu thương thì mình sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng mà không ngờ là cái sự yêu thương của mình không có tìm gặp trao được người để mất, mình trao trao đi mất luôn. Dạ, trao đi mất luôn.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nói chung là anh nào phải có nhà cửa ổn định, còn nếu mà ở trọ thì hơi khó. Dạ. Cái đó là thực tế anh. Cái đó là thực sự thực tế. Tại vì là hiện tại thì bây giờ cái cuộc sống em thì không khổ. Em chỉ có là em đang sống chung với mẹ em thôi. Thì nhà cửa thì vẫn mình đang sống bình thường. Thì bây giờ nếu mà mình muốn mà bước thêm để mà mình có cái cuộc sống riêng đó, thì là mình phải ít nhiều mình cũng phải có rồi. Một cái nhà. Nói chung là đó là cũng là yêu cầu chính đáng ha. Dạ. Thứ nhất là có nhà. Dạ. Còn ví dụ như mà thu nhập tầm 5, 6, 7 triệu, 8 triệu là vẫn ok đúng không? Thì cũng ok, nhưng mà phải siêng năng nha, chứ đừng có về và dừa việc cho em làm không là siêng năng chứ. Em không đủ sức đâu đó. Nói chung là tầm 6, 7 triệu một tháng là ok. Không vậy thì được, cũng dễ. Không có gì khó ha. Dạ. Rồi. Thế thì hôm nay chị lên đây rồi về gia đình mình trao đổi hết rồi. Thì cũng trao đổi, nói chung là em cũng hỏi con em kêu chứ giờ mẹ đi mẹ kết nối yêu thương được không? Nói trời ơi, mẹ mà kết nối yêu thương là ok rồi, nhưng mà mẹ làm sao mẹ đừng có để cho người ta phải gạt tình cảm để cho mẹ khổ là được. Ừ. Hôm nay mình lên trên mạng mình có ngại không? Thì nói chung là em cũng run, em cũng ngại lắm chứ. Tại vì cái em thì bản thân của em không thích sân si. Nhưng mà những người nói chung là người ta sân si là em cảm thấy là em cũng hơi buồn bực, nhưng mà thôi kệ, miệng đời mà. Nên là em không có chấp đến, thì em suy nghĩ rất là kỹ rồi em mới lên đây. Nói chung mình làm gì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc hết, nhưng mà quan trọng cái hạnh phúc của mình nó văn minh lịch sự là được ha. Dạ đúng. Rồi thế hôm nay chị đến đây thì trước khi kết thúc, chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh các chú đang theo dõi câu chuyện của mình ngày hôm nay không? Dạ em cũng có lời cuối là em chúc sức khỏe cho tất cả cô chú anh chị trên chương trình cũng như là ở ngoài cộng đồng mạng được sức khỏe, luôn được bình an và cuộc sống được suôn sẻ. Rồi, hôm nay mình đến đây mình có cam kết tất cả những thông tin của mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Dạ, em cam kết. Rồi, thì mình có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh và video của mình cũng như thông tin để chia sẻ lên không gian mạng và cam kết là không gỡ xuống, mình đồng ý không? Dạ. Đồng em ý đồng ý, em rồi, đồng cảm ơn ý chị. Dạ. Rồi, cũng xin cảm thay mặt anh em trong chương trình, cũng xin cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình và đến đây nhờ anh em kết nối nhé. Dạ. Rồi chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và đặc biệt là sớm tìm được một nửa yêu thương theo đúng ý của mình. Dạ. Ha. Dạ. Rồi bây giờ xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý và nhớ đăng ký kênh, bấm một chuông. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ, em chào. Hả? Bây giờ uống bớt chưa? Ừ, uống bớt rồi, nhưng mà uống nhiều cũng được không? Ờ, uống nhiều không ảnh hưởng gì hết, tại vì nó hoàn toàn là thiên nhiên. 4 chai rồi. Dạ. 10 phần bớt được mấy phần rồi anh? Ôi giời, nó đỡ rồi, không đi làm nổi. Vậy hả? Thế thì trước khi anh uống là nó bị thế nào? Trước khi anh bị cái gối nó cứ đỏ lưng lên đấy. Ồ, sưng vù lên à? Sưng vù khớp, nhưng uống nó khỏi rồi. Anh uống được bao nhiêu chai thì nó xẹp xuống? Thì được 3 chai thì thấy nó khỏi, nó đi làm được. Ồ, bây giờ 10 phần là bớt được mấy phần rồi anh? Cũng coi như cũng hầu như gần được 100% đến nơi rồi. Ồ, thế vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà trước khi anh uống là đi không nổi luôn hả? Đi đâu lắm, quỳ cái toàn quỳ. Ôi giời ơi, khổ thế. Thế là uống vậy là nó bớt hợp thuốc rồi đó, vậy là quá tốt luôn á. Ngồi ăn cơm cứ dạng thầy he rồi, khổ của con dâu nhưng mà cũng sợ ngại, cứ dạng đeo chịu được. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh đau nguyên cái khớp gối hay là có phải đau khớp lưng không? Khớp gối, khớp lưng. Thế mới huyết áp, của huyết áp thì tốt rồi. Dạ. Vậy là tốt rồi, bạn sẽ đem gửi cho 2 chai nữa nhá. Ừ, nếu mà uống tốt thì giới thiệu giúp em, tại vì cái này nó hoàn toàn thiên nhiên nên anh uống số lượng nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Ừ, anh biết rồi. Dạ, yeah. Vậy em cảm ơn anh nhá. Rồi. Dạ. Yeah.